họ sự sang công yêu họ sang sự. Cậu thấy con bé thế nào? Dạ con thấy cậu hiền lành, dễ thương và tốt bụng nữa. Có thích không? Cậu muốn cưới con bé làm vợ không? Nếu có, nói cho chú biết để chú còn thui chuyện với người lớn nữa. Ngoài cháu anh và lành ra, chú cưới bất kỳ cô gái nào cũng được. Mày cứ làm đi chăng gì tao làm mày hôm nay, biết chưa? Em là ơi, anh ấy tha cho em đi. Anh lại anh tha cho em. Tha hả? Mày làm không? Anh ơi em lại, anh tha cho em. Anh chịu, em chịu, em chịu, em biết là chịu chưa? Em còn anh dài nữa. Chịu chưa? Em nói dạ chịu. Bữa xuống nhà anh Sáu á, em có để ý một người. À, chú nói thiệt chứ? Em nói thiệt 100% mà. Chú nói thiệt, đừng để chị và ba thất vọng nha. Dạ. Đúng là nghe được tin này cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Ba biết được chắc là cũng sẽ vui và hết bệnh đó. Dạ. Thôi, để tôi đem sữa lên cho ba đây. Em nói vậy để chị yên dạ và không muốn chị phải khó xử mỗi khi nói chuyện với em. Tới chết, em cũng chỉ thương một mình chị thôi, Tâm An.